Quý cô bác tuổi Canh Tý kính mến. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác bước sang năm Giáp Thìn 2024 được bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Và Tử Vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, năm Giáp Thìn 2024, may mắn, giàu có hay là biến động ra sao, vận trình trong năm gặp phải những khó khăn, trở ngại như thế nào, làm sao để biến những khó khăn, thách thức tạo thành những cơ hội, làm sao để nắm bắt được tối đa vận may để trở nên giàu có. Cụ thể, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết qua từng phương diện của quý cô bác tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 trong năm Giáp Thìn 2024 qua các đầu mục như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2024. Vậy cụ thể ra sao? Thì ngay sau đây xin mời quý cô bác cùng theo dõi luận giải tử vi chi tiết của mình nhé. Tổng quan tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Canh Tý hay còn được gọi là lương thượng chi thử, tức là con chuột trên xà nhà, năm sinh dương lịch từ 28 tháng 1 năm 1960 đến 14 tháng 2 năm 1961. Năm sinh âm lịch Canh Tý, thiên can Canh, tương hợp Ất, tương hình Giáp, Bính, địa chi Tý, tam hợp Thân, Tý, Thìn, tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Mệnh thổ, bích thượng thổ, đất tò vò, tương sinh, kim, hỏa, tương khắc, thủy, mộc, mạng bích thượng thổ, đất trên vách, khắc thiên thượng thủy, con nhà huỳnh đế, quan lộc cô quạnh, xương con chuột, tướng tinh con rắn, ông quan đế độ mạng. Canh Tý với nạp âm hành thủy, do can canh kim ghép với chi Tý thủy, kim sinh nhập thủy, bằng can sinh chi, nạp âm và can lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, tài năng hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Dù trong năm xung tháng hạn, có gặp khó khăn trở ngại cũng dễ dàng được quý nhân giúp đỡ để vượt qua. Nếu ngày sinh có hàng, can, nhâm, quý, sinh giờ, sửu, mùi, lại được hưởng thêm phúc đức lớn của dòng họ. Nếu lá số tử vi đóng tại tam giác, thân, tý, thìn, được thêm vòng thái tuế, cộng cục thổ hay cục thủy, thêm vòng tràng sinh, thường là mẫu người rất dễ thành công, giữ vai trò lãnh đạo, nặng lòng với quê hương, đất nước, có tình nghĩa với đồng bào, bà con, dòng họ, có tinh thần trách nhiệm cao, không riêng gì với bản thân mà còn với cộng đồng tập thể. Canh Tý cứng rắn, sắc sảo, đa mưu túc trí, thông minh hơn người, trong bất cứ lĩnh vực nào, lúc còn trẻ cũng vượt trội bạn cùng trang lứa. Những người sinh năm Canh Tý, có can canh thuộc hành kim, chi Tý thuộc hành Tý, mà kim sinh thủy trong ngũ hành, nên những người sinh năm này có một nền tảng căn bản, phúc đức cao dày, bởi vậy họ thường có thành công lớn trong cuộc sống. Theo tử vi, tính cách của người mệnh thổ rất chăm chỉ và thích sự ổn định. Nói riêng về mệnh bích thượng thổ, thì đất tường nhà là dạng vật chất được tạo nên vì mục đích nhân sinh, nó có đặc điểm riêng biệt và ảnh hưởng đến tính cách cơ bản của mỗi người thuộc mệnh bích thượng thổ. Bởi vậy, đặc trưng trong tính cách của người mệnh bích thượng thổ là sự ổn định cân bằng trong tư duy, quan điểm nhìn nhận lối sống công việc và việc gì cũng luôn làm theo quy tắc nhất định. Trong suy nghĩ của những người mệnh này, họ luôn làm theo một khuôn phép có sẵn với hai thái độ tự giác, vui vẻ. Nếu không biết làm theo những quy tắc ấy mà để phạm phải sai lầm, bản mệnh sẽ cảm thấy ăn năn và hối hận vô cùng. Hơn nữa, vì tường nhà là dạng đất rất cứng, nên tâm lý của người mệnh này rất vững vàng và có lối suy nghĩ rõ ràng. Trong cuộc sống, người mệnh này thường có công việc ổn định, làm việc tốt, giàu tình thương và yêu ghét rất mạch lạc. Theo tử vi cho thấy, người mang mệnh Canh Tý được ban phước lành từ Bồ Tát Thế Chí, người thuộc tuổi Canh Tý thường thông minh, thành thạo nhiều thứ, chí thú làm ăn. Tuổi trẻ tuy có của cải nhưng chưa nhiều, về sau được giàu sang, cha mẹ sinh anh chị em cũng được nhờ phần nào từ họ. Họ là người luôn biết quan tâm đến người khác, đôi khi gặp phải nhiều phen thay đổi về nhà cửa. Về gia đạo, vợ chồng đều có cốt cách tuổi nhân minh, con cái trong gia đình được đề huề, hạnh phúc no ấm. Người mang Canh Tý khi gặp điều xấu đều được hóa may, trong công việc người mạng tuổi Canh Tý luôn ham công tiếc việc, chính vì thế họ cũng muốn những người dưới quyền mình phải thật sự nghiêm túc. Tuy nhiên, họ luôn là người để ý và quan tâm đến mọi người xung quanh khá cẩn thận, đôi khi cũng rất căng cơ, chứ không dễ dãi ban thường mà quên đi những việc này. Suy cho cùng, vận số của Canh Tý khó mà giữ được của cải. Nam nhân mạng tuổi Canh Tý, thiên can mang chữ Canh, có các sao, Thái Dương, Thiên Đồng, Vũ Khúc, Thái Âm và Tam Hóa. Nam nhân tuổi này thường là người hợp với nam nhân hơn nữ nhân, sẽ là chỗ dựa tốt cho nam nhân tuổi này
nếu có cha hoặc anh em làm chức lớn. Nếu sinh hoạt hoặc làm việc ở môi trường nam giới thì sẽ càng tăng được uy quyền. Nam nhân, mạng tuổi Canh Tý, hầu hết tuổi thanh xuân đã phải trải qua đầy vất vả, khổ nhọc, đã rèn luyện để trở thành người có chí, muốn vươn lên vị trí cao hơn. Tuy nhiên, đôi khi chỉ vì sự nóng nảy toan tính vội vàng mà dẫn đến những thất bại, bên cạnh những yếu điểm đó, họ cũng là người có nhiệt huyết, thích người đông đảo để có thể kết bạn giao lưu với mọi người, có tài ứng biến tốt, xoay sở giỏi. Vận số nam tuổi này khá thất thường, khi gặp thời thế sẽ dễ thành ông lớn, thành công nhanh chóng, nhưng khi thất thời sẽ xuống dốc không phanh, có thể chỉ còn hai bàn tay trắng. Nam mạng tuổi này thường có tính khí anh hùng, không bao giờ chịu uy lụy hay khuất phục trước bất kỳ thế lực nào. Họ sẵn sàng đứng ra bênh vực những người yếu thế, chính vì thế, vận số của họ có thêm nhiều phước đức, hậu vận về sau sẽ được sung túc an nhàn. Nam nhân mạng tuổi Canh Tý khi bước vào tuổi nghỉ hưu, sự nghiệp hầu như đã có, tuy không giàu sang mấy, nhưng cũng tương đối đầy đủ về vật chất. Tuy nhiên, về phần tình cảm, gia đạo không được êm ấm cho mấy. Theo tử vi, nam nhân Canh Tý có tuổi thơ gặp nhiều sóng gió, phải đến thời trung vận thì mới vượt qua được những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống. Công danh và sự nghiệp sẽ có nhiều phần hy vọng, đầy đủ trong khoảng thời gian này, về sau hậu vận mới được hưởng an nhàn, sung sướng vẹn toàn. Trái ngược với nam nhân cùng tuổi, theo tử vi nữ nhân Canh Tý có tuổi thơ gặp khá nhiều sự may mắn. Vận số được nữ tuổi này có nhiều phúc đức, nên cuộc sống sớm có được nhiều cơ hội thuận lợi để hoàn thành sự nghiệp một cách dễ dàng. Khi bước sang trung vận, sẽ nhận được kết quả với sự sung sướng, thảnh thơi và an nhàn. Với tính cách tỉ mỉ và cẩn thận, người mạng tuổi Canh Tý luôn tính toán kỹ lưỡng mọi thứ trước khi ra quyết định. Để chọn được cách giải quyết tốt nhất khi gặp phải những tình huống nguy hiểm, họ luôn tìm ra những lối thoát ưu tú nhất. Người tuổi mạng Canh Tý thường là người ít biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng khi họ đã ưu ái bất kỳ ai thì người đó nhất định được đánh giá cao. Đặc điểm chung của cả nam và nữ mạng Canh Tý là đều rất tiết kiệm, vận số nhiều của cải nhưng không hề lãng phí. Canh Tý mạng thổ cung càn, đất ở đầu vách khó mà tìm ra, nhỏ thời vất vả phiêu lưu, lớn lên lập nghiệp lắm ưu lắm phiền, số tuổi khẳng khái đảm đương, thấy mạnh hiếp yếu thì thường nhảy vào, bạc tiền như thể chiêm bao, giàu có như thể sớm vào tối ra, tạo lập lắm cửa lắm nhà, mua cất rồi bán thế là trắng tay, thấy người yếu thế cô đơn, có tiền cũng giúp chẳng cần đền ơn, số tuổi có chức có quyền, có tay quán xuyến có quyền khiển binh, vợ chồng xung khắc hay dày, thế mà con cháu đầy nhà phải lo. Canh Tý phần số cuộc đời, can chi thuận hợp cửa nhà dễ nên, hiền lành nhưng thiếu chí bền, công danh gia đạo gập ghềnh đổi thay, tiền vận không được gặp may, tha phương lại được điều hay điều lành, trung vận sự nghiệp đã thành, chớ nên vọng động lợi danh tăng dần, hậu vận thiên lộc để dành, làm thêm việc thiện tuổi già nhàn an. 2. Chi tiết tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, năm 2024. Xét theo can chi ngũ hành, sao chiếu mệnh. Xét về thiên can, canh gặp giáp tương khắc, cuộc sống về cơ bản đã đi vào quỹ ổn định, muốn mở mang thêm công việc, nhưng sức người có hạn, tiền bạc kiếm được không ít, nhưng tiêu hao khá nhiều, đề phòng bị lừa đảo trắng tay. Xét về địa chi, Tý gặp Thìn, lâm cục diện tam hợp, báo hiệu quý nhân vượng, công việc làm ăn nếu thay đổi hoặc mở mang thêm, ắt có người giúp đỡ, tài lộc ngày càng dồi dào, làm ăn buôn bán được lộc. Xét về ngũ hành, bị lưu niên khắc chế, tinh thần và thể chất của đương số rất dễ bất ổn, sức khỏe giảm sút là điều khó tránh, cần đề phòng các bệnh về gan, thận, đi đứng cần thận trọng kẻo bị té ngã, gây tổn thương tứ chi hoặc nghiêm trọng có thể nguy hiểm tính mạng. Tiểu tiết, vận khí của Canh Tý, sinh năm 1960, có tốt có xấu, có thăng có trầm trong năm 2024, làm gì cũng phải chú ý tới sức khỏe của bản thân, chớ nên cậy mạnh mà lao tâm khổ tứ, thậm chí đổ bệnh. Đời sống vật chất không phải quá trăn trở, đủ ăn đủ tiêu, bạn nên suy nghĩ tích cực, lạc quan hơn về mọi việc. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 tuổi Canh Tý 1960, nam mạng gặp sao Thổ Tú, nữ mạng gặp sao Vân Hán. Nam mạng bị sao Thổ Tú chiếu mạng. Sao Thổ Tú dù không phải là một hung tinh mạnh nhất, nhưng cũng là sao chiếu mệnh chủ về điều xấu, liên quan đến quan trường, sẽ bị tiểu nhân quấy phá, đi lại kém may mắn. Hạn sao Thổ Tú còn được gọi là ách tinh, có tai họa không an yên hay ngủ mê, đề phòng tiểu nhân hãm hại và không nên đi làm ăn xa. Nhìn chung, sao Thổ Tú chiếu mệnh, mang điều xấu, nên gia chủ cần phải để ý những việc trong gia đình, tránh mâu thuẫn, xung đột không đáng có.
Nếu là người chăn nuôi thì không nên tính chuyện mở rộng quy mô, cứ tập trung giữ ổn định tài sản hiện tại qua năm rồi tính tiếp. Tuy nhiên, người mệnh thổ tú gặp sao này thì không đáng lo ngại lắm, trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn. Song cũng không gặp tai họa gì lớn, nếu bản mệnh là người cao tuổi thì dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi, da trạch bất an hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao thổ tú như sau. Thổ tú sao ấy phải lo, tuy rằng ít nặng giữ cho vẹn toàn, tháng 1 tháng 8 chẳng an, kỵ trong 2 tháng thiếp chàng bi ai, làm ăn thì cũng có tài, khiến cho đau ốm phải dày tổn hao, mang lời chịu tiếng biết bao, bán buôn phải giữ kẻo hao mất đồ, tham tài dục lợi của vô, đem ra thì bị côn đồ đoạt đi, tin người ngon ngọt phải nguy, thi ân bố đức việc gì cũng qua. Nữ mạng, gặp sao vân hớn chiếu mạng. Sao vân hán là một hung tinh, sao xấu chủ về bệnh tật, nữ mệnh gặp họa huyết quang, nam mạng bất lợi đường quan trường. Sao vân hán chiếu mạng, gia đình bất an điền sản bất vượng, mỗi người cần phải tự thận trọng. Nhìn chung sao vân hán là một hung tinh, nhưng cũng tương đối lành, không ảnh hưởng nhiều tới công việc, cũng như sức khỏe của mệnh chủ. Có điều vào một thời điểm quan trọng trong năm, cũng nên chú ý giữ gìn bổn mạng, nhưng nhịn lời ăn tiếng nói, để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra. Về cơ bản thì sao vân hán tinh cũng được tương đối lành nên phần nhiều không ảnh hưởng lớn trong công việc cũng như sức khỏe. Có điều, một vài thời điểm quan trọng trong năm nên chú ý giữ gìn bổn mạng nhường nhịn lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết có thể xảy ra, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Trong dân gian vẫn lưu truyền một bài thơ về tính chất của sao vân hán như sau. Vân hán tọa mệnh nhẹ nhàng sơ qua, cả năm nhân khẩu lao đao sơ sài, đầu năm bài bạc phá tài, thua nhiều ăn ít hao tiền bất an. Văn thơ đấu khẩu đa đoan, mang lời chịu tiếng bị quan của hành. Hỏa đức chiếu mệnh chẳng lành, kim tính nóng nảy tụng tranh chẳng hiền. Tháng 4 tháng 8 phải kiêng, kỵ trong 2 tháng gia đình không yên. Gặp ai gây gổ làm ngơ, nhịn nhục qua khỏi thì mình không sao. Tử vi canh tí 1960 năm 2024, theo niên hạn. Trong mạng canh tí nam nữ mạng, trong cửu diệu niên hạn, thì ngũ mộ là hạn chủ xấu về tài chính, hao tốn tiền của, thậm chí còn kéo theo những hệ lụy nguy hiểm từ sức khỏe tinh thần. Năm nào gặp hạn này, quý bản mệnh nên cất giữ tiền của cẩn thận. Hạn ngũ mộ là một tiểu hạn chủ tiền của, cụ thể như sau. Tiền của bị kẻ xấu đánh cắp, mua hàng dễ nhầm hàng giả, kém chất lượng, tài chính ngày càng giảm bớt tiền bạc vơi đi, nặng nhất có thể làm ăn thua lỗ trắng tay, không còn một đồng dính túi. Trường hợp mua hàng không hóa đơn hoặc hóa đơn không rõ ràng, dễ vướng vào vòng lao lý, chẳng may bị chính quyền bắt giữ bởi một số nguồn hàng kinh doanh không rõ xuất xứ. Đôi lúc lòng tốt giúp đỡ người khác chẳng hạn, như cho người khác mượn tiền thì đòi không được, việc cho người khác ngủ nhờ trong nhà, khiến hao tiền tốn của khi gặp phải kẻ xấu, lòng tham đánh cắp, điều này dẫn tới thiệt hại tài chính, tiền bạc của chính bản thân gia chủ. Tử vi canh tí 1960 năm 2024, theo vận niên. Năm 2024 của canh tí 1960 gặp vận niên kê giáp viên. Kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn, viên là hình tượng, điều này báo hiệu một năm thành công no đủ. Với bản mệnh trong năm vận niên này gặp mệnh có tài lộc hoạnh phát, được người khác cho biếu, tặng tiền, tài sản, tiền bạc, công việc làm ăn tấn tới, kinh doanh, buôn bán đắt hàng, xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi. Trong năm này, sức khỏe của bản mệnh khá tốt. Tuy nhiên bạn cần tránh đi đường di chuyển sông nước, cầu phà. Trong năm, gặp vận niên kê giáp viên, bản mệnh cần lưu ý hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc, bởi cho vay sẽ rất khó đòi lại được. Trong năm này bản mệnh nên làm phúc giúp đỡ người khác nhiều hơn. Về đường tình duyên, trong năm bản mệnh nên chân thành chung thủy với bạn đời, kẻo mắc mưu kẻ xấu, gặp khẩu thiện nho nhỏ. Ngoài ra trong năm này bạn dễ gặp người khác giới đang muốn lợi dụng bạn. Xem tử vi canh tí 1960 năm 2024, theo tuổi âm lịch. Xét theo tuổi âm lịch, năm Giáp Thìn này, canh tí 1960, phạm hoang ốc nên không thích hợp tự mình đứng ra lo việc xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Nếu trong năm vẫn muốn tiến hành việc này, nên làm thủ tục mượn tuổi để tránh điều bất chắc. Vận trình tử vi chi tiết của người tuổi canh tí 1960 trong năm Giáp Thìn 2024 theo từng phương diện. Đương số không gặp hạn nào quá lớn trong năm 2024, cuộc sống bình ổn về mọi mặt, tiền của vẫn có tuy không quá dồi dào, nhưng vẫn đủ ăn, đủ tiêu. Tuy nhiên cần chú ý họa thị phi, gặp chuyện tốt nhất không nên đôi co lời qua tiếng lại mà thiệt thân.
Tuổi tác càng cao, càng cần có ý thức bảo vệ sức khỏe, giữ an toàn cho chính mình. Xét mối tương quan giữa đương số và lưu niên, đồng thời tính toán mức độ tác động của sao chiếu mệnh, từ đó phán đoán phần nào vận cát hung người tuổi Canh Tý sẽ gặp phải trong năm Giáp Thìn 2024. Về phương diện cuộc sống, tử vi năm 2024 cho thấy đương số ở tuổi này nếu đã về hưu sẽ có một cuộc sống an nhàn, không còn phải vướng bận lo lắng về sự nghiệp, cuộc sống về cơ bản thuận lợi, ít sóng gió. Với người đang trong thời gian tại chức, bản mệnh có thể yên tâm tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp. Tuy nhiên bạn cần phải cẩn thận trong quá trình giao tiếp để không tạo hiểu lầm đáng tiếc, dẫn đến những tai ương không đâu. Việc làm ăn nếu muốn mở rộng trong năm cũng có thể tiến hành, nhưng phải vất vả hơn, hao tổn nhiều công sức. Về phương diện sự nghiệp, tử vi 2024 dự báo sự nghiệp tuổi Canh Tý đạt được những bước tiến nhanh chóng trong năm này. Một phần là nhờ sự ảnh hưởng tích cực của cục diện tam hợp, nhưng phần lớn là do sự quyết tâm và chăm chỉ của bạn tạo thành. Năm nay, bản mệnh xây dựng các mối quan hệ xã giao rộng rãi và tốt đẹp, con giáp này đối xử với mọi người một cách chân thành và cởi mở. Nhờ vậy đi đến đâu, bạn cũng nhận được sự yêu mến của mọi người, thậm chí những khó khăn, thử thách xuất hiện cũng chẳng còn quá đáng sợ như trước. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh học thêm những lĩnh vực mới mẻ hoặc thử sức bản thân ở những nội dung công việc mới. Có thể quá trình khởi đầu, bạn sẽ gặp phải một vài khúc mắc, song chỉ cần bình tĩnh đối diện, bạn sẽ làm quen được và bắt và guồng quay công việc vô cùng nhanh chóng. Với người làm lãnh đạo, bạn tin tưởng vào những quan điểm và định hướng của bản thân nên dẫn dắt tập thể theo ý của mình. Sự quyết đoán của bản mệnh giúp tập thể có những bước phát triển thuận lợi, thậm chí có những người dẫn đầu cho một xu hướng nào đó. Tất nhiên trong năm không chỉ toàn những điều thuận lợi, ngũ quỷ và kiếp tài ẩn tàng là dấu hiệu cho thấy quanh bạn có những kẻ hẹp hòi, đố kỵ với những thành công mà bạn gặt hái được, từ đó kiếm cớ gây chuyện làm hạ thấp uy tín của bạn. Điều con giáp này cần làm là bình tĩnh ứng phó, chớ nên để cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành động của mình. Về phương diện tài lộc, tài chính tiền bạc trong năm không nhiều dư giả, chỉ duy trì ở mức đủ ăn, đủ tiêu, đảm bảo cuộc sống cơ bản cho bản thân và gia đình. Làm ăn có thể xuất hiện cạnh tranh hoặc tác động bất lợi từ khách quan, cần tỉnh táo và tính toán thận trọng, tránh sơ suất nhất thời mà mất tiền, mất của. Ngoài ra, không nên quá tham kiếm tiền làm giàu nhanh, mọi thứ đều cố gắng mới có thành công. Có thể thấy rằng, để kiếm được một khoản tiền kha khá, bản mệnh cũng sẽ phải khá vất vả, song vì bạn luôn có động lực nên chẳng ngại khó khăn. Một vài người quyết đoán còn có thể trở thành người lãnh đạo, người dẫn đầu trào lưu khiến đồng tiền đổ về túi nhanh chóng hơn hẳn mọi người. Tuy nhiên, dù làm ăn thuận lợi thế nào, bản mệnh cũng cần phải luôn chú ý tác động xấu của hung tinh ngũ quỷ, có kẻ xấu đang ngấm ngầm tìm cách hãm hại bạn. Nhân lúc bạn sơ suất thiếu tập trung, vì vậy khi ký kết hợp đồng, giấy tờ, bạn sẽ cần kiểm tra kỹ các thông tin để tránh rắc rối về sau. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe, chớ lao động quá sức hoặc vi phạm luật giao thông, kẻo dễ gây tổn hại cho cơ thể, vừa tốn thêm tiền thuốc men chạy chữa. Về phương diện gia đạo, phương diện gia đạo bình thường, vợ chồng không có mâu thuẫn lớn, con cháu ngoan ngoãn nghe lời. Nếu muốn gia đình có mối quan hệ tốt đẹp và hòa thuận, thì bản mệnh nên điềm tĩnh trong hành xử hàng ngày, quan tâm hỏi han nhiều hơn tới các thành viên. Về phương diện sức khỏe, tử vi Canh Tý năm 2024, tuổi đã cao nên sức đề kháng có phần giảm sút, cần chú ý chăm sóc và điều dưỡng nhiều hơn, chăm chỉ rèn luyện thể thao, tránh xa bia rượu. Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý sức khỏe của người thân, nếu có vấn đề bất thường nên thăm khám kịp thời để có hướng điều trị. Dù công việc có bận rộn đến mấy, con giáp này cũng cần nghỉ ngơi đúng giờ, tránh bỏ bữa hoặc ngồi một chỗ quá lâu. Bởi như vậy dễ mắc các bệnh liên quan đến xương khớp hoặc dạ dày khi tham gia giao thông hoặc khi lao động chân tay, vận hành máy móc. Bạn cũng cần giữ cho đầu óc được tỉnh táo, tránh tình trạng lơ đãng hoặc mệt mỏi quá mức, dễ dẫn đến tai nạn, gây tổn hại cho sức khỏe. Tốt nhất, hãy sắp xếp thời gian biểu hợp lý để cơ thể không phải làm việc quá sức. Nếu có thời gian rảnh, bạn cũng nên chọn hình thức rèn luyện thể dục, thể thao phù hợp với thể trạng của mình. Vận trình tử vi từng tháng năm 2024 của tuổi Canh Tý, sinh năm 1960. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Bước chân vào tháng đầu tiên của năm mới, người tuổi Canh Tý đã có thể gặp nhiều may mắn trên phương diện sự nghiệp cũng như làm ăn. Đây là thời điểm thích hợp để bản mệnh ký kết, hợp
hợp tác với đồng nghiệp, đối tác để đôi bên cùng phát triển. Quan hệ vợ chồng ngọt ngào gắn kết, đặc biệt là trong những ngày đầu năm mới, hai người luôn chủ động giúp đỡ nhau trong mọi việc và tìm thời gian rảnh để hâm nóng cảm xúc lứa đôi. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Canh Tý sẽ phải trải qua một tháng khá vất vả, công việc bộn bề khiến con giáp này không có thời gian mà nghỉ ngơi. Nhưng bù lại thì phải càng cố gắng bao nhiêu, bạn sẽ càng gặt hái được thành công lớn lao bấy nhiêu. Tháng 2 có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, vì vậy mà bản mệnh cũng nên cẩn thận hơn trong cách hành xử. Chớ nên nóng nảy đắc tội người khác, hãy nhớ rằng mọi việc đều có thể trao đổi bằng lời nói, đôi khi đều có thiện chí lắng nghe. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng 3 không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này hợp tác, đầu tư, cho dù là với bạn bè hoặc với những người thân thiết. Ngược lại càng là người quen thì càng phải tính toán kỹ lưỡng, minh bạch để tránh phải những tổn thất trong tương lai. Phương diện tình cảm, nhìn chung ổn định, bạn nên tâm sự với nửa kia nhiều hơn để được nhẹ nhõm và tháo gỡ những khúc mắc kịp thời. Với người độc thân, bạn nên tích cực tham gia những buổi gặp gỡ nếu muốn nhanh chóng tìm thấy nửa kia. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Tử vi tình hình tài chính của người tuổi Canh Tý tăng trưởng vững vàng trong tháng 4 này. Bạn tập trung nghiêm túc cho công việc nên có thể đạt được những thành tích xuất sắc khiến lãnh đạo tin tưởng và sẵn sàng dành cho phần thưởng xứng đáng. Chuyện làm ăn, kinh doanh có nhiều khởi sắc khi bản mệnh nắm được biến động của thị trường và chủ động khi đứng trước cơ hội, không cần phải đợi lời khuyên của bất cứ ai. Tiền bạc sẽ tự động đổ về túi bản mệnh nhanh chóng. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tháng 5 này là thời điểm thích hợp để bản mệnh hợp tác làm ăn, bạn sẽ gặp nhiều đối tác, khách hàng triển vọng, khiến mọi việc tiến triển suôn sẻ, đồng tiền đổ về túi cũng dư giả hơn hẳn mọi người xung quanh. Phương diện tình cảm có những tiến triển tích cực khi mối quan hệ giữa bạn và người ấy ấm lên nhanh chóng. Nếu thời cơ đã chín muồi, bạn nên bày tỏ tình cảm để hai người đi tới một mối quan hệ thân mật hơn. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Canh Tý trải qua tháng 6 khá vất vả và khi các kế hoạch liên tiếp gặp trục trặc. Tuy nhiên, con giáp này không cần quá lo lắng vì xung quanh bạn luôn có những người sẵn sàng giang tay giúp đỡ. Phương diện tài lộc không có biến chuyển nào quá rõ rệt, bạn cần tiếp tục kiên trì với các kế hoạch của mình, đồng thời hiểu rõ tình hình thực tế của bản thân để không vội vàng chạy theo xu thế của thị trường gây hao tổn không đáng có. Tử vi tháng 7 năm 2024 âm lịch. Bản mệnh cần phải chú ý đến nguy cơ kẻ xấu ghen ghét, hãm hại mình trong tháng 7 này, làm việc gì bạn cũng cần cân nhắc kỹ càng, đặc biệt chớ nghe theo những lời bàn ra tán vào hoặc lời xúi giục của kẻ không đáng tin cậy. Trong gia đình, vợ chồng cũng gặp phải một vài những mâu thuẫn nhỏ, chuyện bé xé ra to, bạn cần phải kiềm chế tính nóng này, hai người nên bình tĩnh để trò chuyện và trao đổi với nhau. Tử vi tháng 8 năm 2024 âm lịch. Người tuổi Canh Tý gặp được một vài cơ hội trong thời gian này, song bạn phải chủ động nắm bắt, nếu không cơ may sẽ rơi vào tay của người khác, hãy tin tưởng vào bản thân, rồi bạn sẽ gặt hái những thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Với người tham gia thi cử, tuyển chọn, bạn cần tin tưởng hơn nữa vào bản thân mình để tự tin bước chân vào các kỳ thi. Sự tự tin và vốn kiến thức sẵn có sẽ là điều gây ấn tượng sâu sắc với các nhà lãnh đạo tuyển dụng. Tử vi tháng 9 năm 2024 âm lịch. Con giáp này phải đối diện với khá nhiều áp lực trong tháng 9 năm 2024 này. Nhưng xét trên phương diện tích cực, bạn sẽ tìm thấy động lực để tiến về phía trước, thậm chí tìm ra điểm mạnh của mình và có hướng phát triển trong tương lai. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động, bạn không có thời gian dành cho gia đình, những khi quá mệt mỏi. Bạn nên tâm sự với người thân nhiều hơn, như vậy sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, đồng thời có động lực để tiếp tục cố gắng hơn. Xem tử vi tháng 10 năm 2024 âm lịch. Tháng 10 năm 2024, tình hình tài chính của Canh Tý có những bước phát triển đáng kể, các khoản đầu tư của bạn dần đem lại lợi nhuận, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải lo đến chuyện thiếu tiền. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự tin tưởng của lãnh đạo nên nhận được nhiều cơ hội giúp khẳng định vị thế. Hãy tự tin và sẵn sàng nhận nhiệm vụ, bạn sẽ ghi điểm trong mắt tất cả mọi người. Tử vi tháng 11 năm 2024 âm lịch. Tháng 11 là một trong những thời điểm bứt phá của Canh Tý. Bằng kinh nghiệm và tri thức của mình, bản mệnh có thể chạm tay tới cái đích mình đặt ra từ trước. Tất nhiên, để gặt hái thành công, bạn phải sinh thời gian của mình. Hãy chú ý giữ gìn sức khỏe, dù có bận rộn đến mấy cũng chớ nên bỏ bữa hoặc làm việc quá sức.
Với người lớn tuổi hãy làm những việc vừa sức của mình, nếu không dễ để lại hậu quả phải tốn tiền chạy chữa. Tử vi tháng 12 năm 2024 âm lịch. Tháng cuối cùng trong năm, vận trình tài lộc Canh Tý có những điểm sáng đáng kể, người làm công ăn lương nhận nhiều khoản thưởng nóng, thậm chí có người tăng lương, người làm ăn buôn bán có một túi tiền rủng rỉnh vì các đơn hàng hợp đồng tấp nập. Phương diện tình cảm cũng có dấu hiệu đáng mừng, dù bận rộn nhưng bạn và người ấy luôn dành thời gian để ở bên nhau, trao đổi và tâm sự với nhau mọi chuyện, hai người như được tiếp thêm động lực khi nghĩ về đối phương. Tổng kết tử vi và cách hóa giải vận xui của Canh Tý, sinh năm 1960 trong năm 2024. Đánh giá tổng quan tử vi Canh Tý năm 2024 khá tốt đẹp, ít sóng gió, thăng trầm. Đây là thời điểm lý tưởng để đương số khẳng định bản thân, tạo bước đà bùng nổ trong công việc và vấn đề tài chính. Với những ai đã nỗ lực suốt thời gian dài vừa qua, thì đây chính là thời cơ tốt để gặt hái thành quả tương xứng. Dưới đây là cách hóa giải vận xui năm 2024 cho tuổi Canh Tý trên từng phương diện. Về công việc, nhờ vận khí cát lành lan tỏa, tinh thần của Canh Tý thêm vững vàng, càng dễ tập trung phát triển những mục tiêu lớn trong đời, vì thế mà tham vọng cũng được nâng tầm. Đừng tưởng họ ít thể hiện mà cho rằng họ lười nhác. Một khi Canh Tý đã hạ quyết tâm thì mưu đại sự rất dễ thành. Hãy không ngừng phấn đấu và trải nghiệm, bản mệnh sẽ thấy ngay sự khác biệt. Về tiền bạc, trong năm nên chú trọng mở rộng làm ăn, tìm hiểu thêm các kênh đầu tư khác ngoài công việc chính hiện tại. Có như vậy tiền mới sinh sôi nảy nở, ngay cả khi các bạn đang ngủ hoặc những lúc đau yếu. Về tình cảm, đương số nên dành nhiều thời gian cho gia đình hơn, thay vì chỉ chú trọng đến công việc. Có được sự quan tâm thường xuyên của bạn, các thành viên trong gia đình, ai nấy đều vui vẻ, hạnh phúc. Về sức khỏe, do tác động mạnh của hung tinh, nếu lơ là cảnh giác lập tức có thể gặp xui, nhẹ thì té ngã, khiến tứ chi đau đớn, nặng thì tai nạn bất ngờ phải động chạm dao kéo. Vì thế cần hết sức thận trọng khi tham gia giao thông, cũng như các hoạt động mạo hiểm. Đứng trước hạn huyết quang, tuổi Canh Tý có thể đi hiến máu nhân đạo, bất cứ con giáp nào cũng có một vị Phật theo dõi, dù không thể thấy được bằng mắt thường, nhưng có thể cảm nhận bằng tâm linh, đó là Phật bản mệnh sẽ che chở và hướng con người tới những giá trị chân, thiện, mỹ đích thực. Vậy người tuổi Canh Tý thờ Phật nào là phù hợp nhất? Đó là Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát. Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát, nghìn mắt, nghìn tay, công đức mạnh mẽ, có thể nhìn thấu, nghe thấu trăm ngàn lẽ đời, dùng huệ nhãn soi tỏ khắp bốn phương, tám hướng, để thấu đạt những khổ đau, bi phẫn của con người. Quan Âm còn nổi tiếng là vị Phật có tấm lòng từ bi, cứu khổ, cứu nạn hóa độ chúng sinh. Người tuổi Tý nói chung và Canh Tý nói riêng, đeo bản mệnh Phật Thiên Thủ Quan Âm Bồ Tát sẽ được Ngài gia trì, bản mệnh thiên tính, thông minh, tuệ mẫn, lại được Bồ Tát che chở, bảo vệ thì mọi chuyện sẽ hanh thông tốt lành, đi theo con đường chân chính, không phạm sai lầm. Quý vị thân mến, trên đây là tử vi tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, trong năm Giáp Thìn 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý vị an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý vị năm mới an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.